lọc diesel xịn luôn. Hyundai 110SL, 110XL. Hoa lẹt luôn. Mobisi 100% luôn anh. Đấy, tem niếc đóng dấu được đàng hoàng luôn. Bây giờ nó ra mẫu tem này anh nhá. Giờ đời nó ra mã QR code này, check code này. Đấy, xịn 100% rồi anh yên tâm. Đây 1350 anh ơi. Anh chìa khóa đúng không? Anh đưa tiền mặt, anh tiền mặt thôi nào. Anh có lấy luôn quả lọc dầu luôn không? Vừa thay rồi. Vừa thay rồi anh. Ông nào vừa mua này đúng không anh? Em xin anh kêu anh. Ok các bạn nhá. Đây, cái quả lọc đấy nó nằm ở đâu thì mình ra chỉ qua cho các bạn xem quả lọc nó nằm ở chỗ. Quả lọc nó nằm ở chassis anh em nhé. Đây các bạn này. Rồi, mua 110XL, 110SL nhá. Nó sẽ nằm đây này các bạn này. Đây. Đây quả đây này. Đấy, bạn thấy không? Đây. Xịn 100% chính hãng luôn. Đây. Xịn 100% chính hãng nhá. Bán sai lối sai đều 1 cấp 10 luôn đấy các bạn nhìn này. Đấy, đấy không? Đấy các bạn nhá, xịn 100% luôn. Ok các bạn. Em cảm ơn anh nhiều, thank you anh. Đấy, cảm ơn anh trai rất nhiều nhá. Một trong những khách hàng quen mười mấy năm vừa đối với mình. Cảm ơn anh trai.